hãy vô webshop Quỳnh Như. Hôm nay Quỳnh Như có thể giới thiệu cho anh được một cái áo nào mà gọi là đặc sắc ở Rainbow không? Chứ nhiều quá anh lựa không có hết. Có em nè. Thôi áo, mua áo đi. Ý là cái áo của em mặc nè. Trời đất ơi, đo coi coi. Nè đẹp không? Cái áo này là mới về luôn á. Tái chế mà đúng không? Đúng rồi, đẹp không? Tại sao nè? Trời đất ơi. Xuất sắc không? Xuất sắc không? Đẹp không? Ngoài ra còn 2 mẫu tái chế nữa trong bộ sưu tập tái chế. Ta-da! Thôi cho khán giả coi nữa. À đúng rồi quên. Ta-da! Đó. Nè, hợp với anh nè, anh thích màu nào? Anh cái màu sáng đi. Màu sáng hả? Rồi ok, chốt đơn cho anh luôn. Cái logo ở đây là làm bằng những cái miếng cao su tái chế ép lại. Đẹp. Cũng hay á các bạn. Hay không? Đâu, ngoài cái 2 cái mẫu ra còn mẫu nào nữa không? Còn nhiều mẫu xinh lắm. Anh thích ăn không? Cũng được, nghe cũng hơi đói đó. Đúng rồi, nếu mà anh đói á thì anh thay vì lấy tiền mua đồ ăn hãy lấy tiền mua áo đi. Áo Nai hả? Đúng cái này rồi. Mình hay gọi là áo Nai food nha các bạn. Đẹp lắm mọi người. Tại nó có rất là nhiều cái đồ ăn ở đây, giống như là bánh này gọi là bánh kebab hả? Bánh taco mà. Bánh taco. Làm như bánh mì Ý kebab. Ai biết đâu. Cái chất liệu vải thì nó cũng rất là khoáng luôn các bạn. Nó không có dày cũng không có mỏng nhưng mà mặc vô nó rất là mát. Trời, size XL. XL size mình luôn á. Đúng rồi. Rồi. Khoác lên mình đi nào. Chắc lấy luôn quá. Trời ơi, quá trời hợp luôn. Rồi, rồi còn nữa nè, Trời ơi, ủa đâu rồi, đây nè. Đây đi, qua bên này đi. Anh thích đi vòng quanh thế giới không? Gì nhiều giờ áo Nai mà giống như là storytelling vậy. Trời ơi, cái chuyện vậy? Người ta mua đồ á, chưa chắc gì mua gì cái áo rồi mua gì câu chuyện rồi sao? Thôi, mày đừng có bốc quét. Thấy giờ qua này là giống như là bảo vệ môi trường đúng không? Đúng rồi. Nè, anh màu đen, em màu xanh. Chúng rồi. Mình là một. Anh thích màu này hơn. Chúng mình là một cặp. Ok. Đó, quá trời đẹp luôn, vải ok nữa. Cũng giống như những cái áo khác thì cái chất liệu vải này nó cũng rất là khoáng nha các bạn. Tiếp theo đây cũng là một trong những cái couple. Sao rồi như cái đòi mặc áo couple với anh hoài trời. Cưới đòi dữ vậy? Không. Đẹp lắm mọi người. Mọi người. Đằng nè, đây ở đằng trước nó thì là một cái logo đơn giản thôi nhưng mà đằng sau đó, điểm nhấn nó nằm ở đằng sau nè. Xinh lắm, mọi người mua đi. Ồ chứ mình không mặc couple nữa hả? Còn có cái tag ở đây nữa. Đây. Tag Nai. Đó là sơ là những cái mẫu áo Nai là mà anh né gần bên đi, em hết cần anh này. Sơ những cái mẫu áo Nai bên mình là sẽ có những cái mẫu đặc trưng như vậy. À không, còn 2 mẫu này nữa. Xịn chưa? Nhìn đẹp. Đẹp quá trời đẹp. Mọi người thấy mình hợp với cái nào nè? Anh hợp với cái này. Ai cho đâu, nãy không thèm mặc áo couple mà. Giờ mà, giờ hối hận rồi. Tôi mày đừng có bốc quét. Thôi đi ghê quá. Rồi, qua mẫu Nai nha. Thì bây giờ bên mình có thêm Adidas nữa. Adidas nè. Màu cam hả? Anh thích màu cam lắm. Vậy anh hãy lấy màu tím đi. Màu tím. Cái áo này vải có vẻ hơi dày một chút ha. Nhưng mà ở làm giùm anh này. Ở trong cái chất vải nó có những cái đường giống như là một cái vân đó. Cái vân của vải á, nó giúp cho hút mồ hôi cũng như là thoáng khí. Cũng hay. Có một điều là vải nó dày hơn vải của Nike một chút xíu. Tiếp theo là trời vải dày. Áo Adidas thì đa số những chiếc áo của Adidas thì cái chất vải của Adidas nó sẽ dày hơn của Nike, nhưng bù lại thì cái cách mà họ đan vải á, nó sẽ có những cái đường sọc xuống. Nó giúp cho thoáng khí cũng như là hút mồ hôi. Cái áo này cũng mang thông điệp là worldwide luôn các bạn, bảo vệ môi trường. Bây giờ người ta gì ta gọi là chú trọng về việc bảo vệ môi trường, đúng rồi, đúng rồi. Và đây là một cái áo của Champion. Cái áo là màu rất là xinh. Màu này là màu gì? Màu tím, màu đỏ tím, tím hoa cà, màu tím đỏ. Tím mộng mơ. Không, không tím mộng mơ đâu. Nhưng mà vải không có vải sao ta. Vải dày với mọi người không biết nói sao, kiểu là nó không dày quá mà nó cũng không mỏng quá, nó thoáng mát nha mọi người. Nhưng mà cái vải này nó hơi thô hơn những cái chất liệu vải của Adidas. Nó dày ngang ngửa Adidas luôn. Còn cái phần logo này nè thì nó là hình như là nhung. Đúng rồi, logo này là bằng nhung. Rồi, bây giờ mình sẽ qua các brand của Việt Nam hả? Đúng rồi, qua brand của Việt Nam. Đầu tiên là brand của shop mình trước đây. Đó là brand Đó là của Rainbow. Ủa không shop hả? Lại. Đó là của Rainbow Shop. Đây. Hai cái áo này là cái hai cái item mới nhất của bên mình. Còn đây là hai phiên bản cũ nha các bạn, màu hồng và màu đen. Cũng rất là xịn sò, nhưng mà đây là phiên bản mới được lấy cảm hứng từ Strongbox. Yeah. Và đây cái áo này có mang tên là RB Bob. Đúng. Lấy cảm hứng từ con bọt biển đang dằn trái bóng rổ. Vải item mới thì nó dày hơn, nó dày dặn hơn. Với lại là cái form nó cũng đẹp hơn. Nếu như các bạn muốn mua chiếc áo này á, thì hãy truy cập đường link bên dưới nha. Tất cả các áo này luôn, truy cập đường link bên dưới. Tiếp theo là áo của đến từ một brand Việt Nam, QXL. Thì đây QXL thì có những cái mẫu áo rất là đa dạng. Cái brand này mình cũng rất là ưng ý với cái brand này các bạn. Cái form áo á, nó là kiểu oversize á. Đẹp. Đẹp không? Đẹp. Một câu rất là ý nghĩa. We are young at heart, tức là chúng ta trẻ ở trái tim. Mày bị điên à? Khó à. Công Tuần bao nhiêu năm học ngôn ngữ Anh ra dịch vậy đó mọi người. Không biết là tại sao mình lại phải làm review chứ với anh Kiên. Đây một cái thiết kế mà mình đặt tên cái thiết kế này là cánh bướm dối gian. Đây nó có hai con bướm ở hai bên, là còn phản quang đó mọi người, rất là xinh. Và một cái sweater. Ngoài ra cũng có rất là nhiều sweater tại Rainbow Shop của tất cả các hãng như QXL cũng như là Nike, Adidas. Và cái này là mình ưng nhất luôn, tại rất dễ thương các bạn. I want to kiss your stupid face. Rất là đỉnh. Nhìn nó rất là I want to kiss your stupid face. Ý là anh chở anh ngu vậy. Đúng không? Không. Forget me not. Đây một cái sweater nữa, forget me not. Cái form này mình mua á, mình mặc lúc mà trời lạnh á, hoặc là mình đi Đà Lạt hay đi những nơi đâu lạnh á, mặc lên chụp hình sống ảo. Đây tiếp tục, đây là những cái áo sweater phản quang bên Whistler. Mình chụp flash á thì nó sẽ phản quang lại. Đó. Ngoài ra thì mình còn có hoodie của Whistler. Hoodie nhìn ấm ha, dày dặn ha. Ấm lắm. Hồi trước Noel anh có mua một cái, mặc vô ấm quá trời ấm luôn. Xong rồi anh cất ở trong tủ rồi cho nó mới. Noel năm nay một tiếp. Anh năm Noel năm mới anh phải mua áo mới chứ anh sao vậy? Ôi xài vậy nó mới tiết kiệm chứ, áo đẹp mà. Tiếp theo đó là một cái áo hoodie của Nai. Của Nai nè. Đâu? Cái này là trời ơi. Mấy bowler thích cái áo rồi lắm nè. Old school hả? NBA All Star. Ê đẹp quá ha. Nhìn chất chơi vừa không? Nhìn có hợp lý với em không? cũng được. À, thì ra mày chọn cái chết. Mọi người ơi, mọi người muốn tìm mua những cái áo này, mọi người bấm vào link Rainbow Shop nha. rainbushop.vn. Xong chưa? Hết chưa? Hết rồi. Đây là cái cuối cùng. Cái này là của Champion. Trời ơi, Spider-Man đúng không? Lấy cảm hứng từ Spider-Man hả? Nó dày mà kiểu vải. Cái vải nó vẫn thô á. Thô sao á. Nhưng mà kiểu mặc vô thì chắc nó rất là lâu giãn. Tại vì cái form cũng như là cái form nó rất là rộng nè. Cứng cáp nữa. Ừ, cứng cáp. Yeah, anh mua cho em. Rồi, lấy lên. Và đó là những cái outfit mà đặc sắc tại Rainbow mà Như đã tổng hợp lại cho các bạn. Và nếu các bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết cũng như là nhiều mẫu áo hơn tại Rainbow Shop thì hãy đến tại cửa hàng cũng như là truy cập đường link bên dưới nha các bạn, rainbushop.vn. Và nếu các bạn thích thì hãy nhớ nhấn like, share và subscribe và để lại một comment cho tụi mình biết. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Yeah 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 yeah.